Cherry! Xin chào các bạn! Các bạn ơi, Harry đã bắt đầu làm YouTube được 3 năm rồi đấy! Wow! Mình bắt đầu vào ngày 25 tháng 1 năm 2016 nên đến giờ đã được đúng 3 năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Các bạn có biết suốt 3 năm làm YouTube, việc Harry làm nhiều nhất là gì không? Đó chính là việc dẫn máy. Khi Harry làm video thường thì Harry viết khoảng 200 dòng phụ đề. Tức là mình phải trực tiếp viết 200 câu đó bằng tiếng Việt. Nếu các bạn nhìn thì thấy mình đã tạo ra từng dòng phụ đề một bằng Photoshop. Cho đến giờ thì mình đã làm tổng cộng 303 video ở cả hai kênh. Vì vậy tính số số ra 200 nhân với 300 thì mình đã làm khoảng 60.000 dòng phụ đề trong suốt 3 năm. Trời ơi! Trong lúc làm phụ đề thì mỗi ngày mình phải gõ tiếng Việt nên đến một lúc nào đó mình chợt nảy ra suy nghĩ rằng tốc độ gõ tiếng Việt của mình nhanh thật đấy. Chắc chắn là nếu so với các bạn Việt Nam thì mình rất chậm. Vì vậy hôm nay Harry sẽ thử kiểm tra về tốc độ gõ tiếng Việt của Harry. Ở Hàn Quốc mỗi máy tính đều có cài sẵn chương trình luyện đàn máy. Đây là chương trình giúp bạn luyện đàn máy và kiểm tra tốc độ đàn máy của mình. Mình đã hỏi bạn mình thì bạn mình nói ở Việt Nam không có chương trình nào như vậy. Thay vì đó có trang web tương tự như vậy. Hôm nay Harry sẽ thử kiểm tra tốc độ đàn máy của Harry ở trang web này tên là 10 Fast Fingers. ở đây là trang web giúp kiểm tra xem trong vòng 1 phút thì Harry có thể đánh máy nhanh và đúng được nhiều từ hay không. Vậy liệu kết quả tu luyện trong 3 năm của mình thế nào? Tò mò quá. Sếp chú hoàn toàn trần khó khăn trả lời hãy thơ đất viết lách em thanh trời phương vệ sinh lịch sử theo em về. Thành xây dựng phép trả lời mưa năm hay rắn kinh kiến chú tỉnh xinh đẹp xài khắc chính nắng quê khóc khóc thả ba lành mình phải bắt ruột ngoài có sung sướng viết lách phải độc lập tôi hướng phải Sài Gòn con người xinh thắng. WPM top 4%. 높은 건가? Top 4% là khá cao. So sánh với mọi người thì rất là chậm nhưng mà Harry khá hài lòng. Số này nghĩa là Harry gõ 87 từ trong vòng 1 phút. 기록을 보면 1등이 못 참는 놈이 못 하? 와 대박이다. 역시 베트남 사람이기 때문에 151까지 나오는구나. 와 와. 점 thấp nhất là 100. Phải được ít nhất 100 để được xếp hạng. Chắc là bất khả năng cho Harry. Và Harry có một điều thắc mắc là hạnh phúc là một từ đúng không, nhưng mà ở đây là hạnh là một từ và phúc là một từ khác, cho nên là 오늘의 목표는 90 từ trong vòng 1 phút nhá. Điện tử công
tính ba tính kỹ tính gì top 9% 다시 một lần nữa nha, một lần nữa. À, 이 키보드가 이상해. 이 키보드가 이거 문제네. 이거 키보드가 이상해. 이 키보드가 제 손이랑 안 맞아. 내 손이랑 안 맞아. 87 là điểm cao nhất này. Chà. Ô, không à. Máy gì mà. Cô 치고 있는데 여러분이 보시기에는 엄청 답답하시죠. 그러면 오케이, 요번에 lần này Harry sẽ gõ tiếng Hàn nha. Tại vì tiếng Hàn là tiếng mẹ đẻ của Harry nên Harry tự tin hơn. Bây giờ Harry không tự tin nữa tại vì tốc độ tiếng Việt của Harry quá chậm. 한국어야 나를 체면을 좀 살려주렴. 자, 답답함을 빵 뚫어드리도록 하겠습니다. 오케이. 잘. Let's go. 최고 기록 세우게. 시작. 되게 신기한 게 한국어 1위는 제가 116인데 베트남은 아까 150 몇이었잖아요. 안득 씨가 143. 네, 제가 90을 넘으면 진짜 기적이네요. 100 되면은 그냥 이제 완전 잘하는 거고. 베트남 분들이랑 비교했을 때도 좀 비슷할 줄 알았는데 제 속도의 두 배는 해야지 베트남 분들과 타자 속도가 비슷하다는 거잖아요. 해리는 루엔톱 뉴헌 반가운 뉴헌데 어마 어렵다. 땡미 커고하니 잭라 하이남 너티 해리 có thể gõ được 100 từ trong vòng 1 phút. Ok, nếu các bạn thích video này đừng quên thích và